Xin chào các bạn, đây là em ngựa Pony. Em ngựa Pony dễ thương, mình vừa mới đặt trên Lazada các bạn. Em này bán hình như là mình không biết mắc hay rẻ, nhưng mà mình đặt là 171.000, ship về nhà nữa là 192.000 các bạn. Đó, nó lấy từ Hà Nội nha. Hình như ở đâu đó trên mạng cũng có bán như là 85.000 hay 120 gì đó, mà không biết size nhỏ size lớn. Cái con này theo như trong web Lazada đặt á là size 40 cm, rồi nó có cái size nhỏ hơn 30 cm là rẻ hơn, thì mình đặt cái size to 40, có vẻ là giống như là nó đo từ đầu nè xuống tới cái chân này nè các bạn. Đó, thì nhìn kỹ cái con này cũng ok các bạn, làm chất liệu ok á, chứ không phải là loại xấu, loại rẻ tiền giống như ngoài đường bán. Cái nhung này rất là mịn nha, nhung rất mịn luôn. Đó, nè. Đó. Rất đẹp. Đó. Mình rất là khoái con ngựa Pony nè. Này là mình đặt cho bé nhà mình 5 tuổi, rất là thích ngựa Pony. Thì ở trong cái danh sách ngựa Pony này nó có nhiều màu lắm các bạn. Nó có màu hồng, màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ gì đó, nhiều màu lắm. Đây, mình sẽ để xuống dưới đất. Đó, ha, nó to lắm nha các bạn. To lắm nha. Đây. Đó, nhìn hơn hai cái ngón tay của mình các bạn. Đây có con mắt. Con mắt xanh, đèn xanh, lỗ tai. Cái này là cái sừng hả? Đó. Con cái con pony đực là cái sừng nó đưa lên, còn pony cái là cái mồng hả? Ủa sao cái đây là tóc nó hả Dư Hấu? Còn ở đây cái gì, tóc hả? À, con ngựa pony cái nó không có sừng. Đúng rồi, ngựa pony cái nó không có sừng, chỉ có con ngựa pony đực nó mới có sừng mà. Đây là con ngựa pony gái, hay quá, mình vừa đặt đúng con ngựa pony gái luôn, do bé nhà mình là bé gái nè. Cái bong bóng này là gì con? Bong bóng đó là Kinimos. Kinimos hả? Nó nói toàn tiếng Anh không mà tôi già rồi tôi không biết tiếng Anh trời. Nó coi TV rồi nó biết. Chất liệu cũng ok các bạn. Nếu mà ở đây mình thấy trong nhà sách đó, nó cũng có bạn, nhà sách hay siêu thị gì cũng có. Nhưng mà tại vì hiện giờ đang dịch, cho nên mình cũng không có ra siêu thị được, cho nên thôi ở nhà đặt về chơi. Rất là dễ thương nha, rất là dễ thương đó. Mình đặt về, tổng cộng về nhà thiệt hại hết là 192.000, cho luôn 8.000, bo luôn 8.000, 200.000 đúng không? Tốt con này là 200.000 các bạn, mắc hay rẻ vậy? Thôi kệ đó, có là vui rồi. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.